Thì mình thấy là xa đằng mé trong kia có hai chiếc ghe cào hến. Nay mấy anh em neo ngoài này quá đông luôn, đang may cào nha các bạn. Đây mấy anh em đang tập trung may cào. Này đi đông lắm các bạn, đi tới 6 7 người rồi đó. Thì hến bây giờ cũng ít á, đánh thời gian nó dài á. Đi đông thay phiên nhau làm chứ mà đi mà vài người là mằng là quải các bạn. Đang nước cào thì cào hến dễ nhìn dễ biết các bạn, có mấy cái cây ở trước cái trên cái chữ A sau nó chịu lưới lại. Ghe cũng rất là bự á, hai chiếc. Cái này mấy anh em cào hến cũng nhiều quá các bạn, vô đây đậu nhóc hết trơn luôn. Đây còn đây thì ghe của mấy anh em ủi cái cơm, ủi gọng. Chín ba bảy hai một các bạn, Kiên Giang. Đây cào cánh các bạn, có cào cánh mà bỏ lên luôn. Đây cào cánh đây, không có sử dụng nữa, giờ sử dụng chỉ là ngắn dài thôi. Cái này là kêu là ủi ủi gọng nghe các bạn, chứ không phải cào cánh á. Cào cánh ở trên đây, đây cái ngán sắt là cào cánh nhưng mà không có xài bỏ lên, cái này là mới kêu cào cánh. Còn có cái ghe tre hai bên có dép á là kêu ủi gọng, còn chỗ mình thì kêu dễ hiểu hơn á là kêu ủi vô dài. Chỗ mình kêu dễ hiểu là ủi vô dài các bạn, nó ủi vô dài là mấy anh em biết. Đây mình thấy có một chiếc mới chạy ra dắt này đi các bạn, ủi vô dài luôn. Cái này như là đi hai người nha, có hai người thôi. Mình nói đâu là hai cha con đi á bạn. Đây cầu lụa mới vô đây được có 4-5 bao thì để trước đây. Cái này chạy lòng tròn á. Chiều rồi cái này 4 giờ rồi, hơn 4 giờ về. Bây giờ nước cào xong rồi kéo cái đuôi lên cào mới nha các bạn. Thì rất là đông luôn, có cái ống nè xúc vô đây rồi xịt nước vô. À, nước nó chạy ra trước có người lấy cái sọt khấn nữa rồi đổ vô xuống hầm nha các bạn. Rất là nhiều công đoạn. Nếu mà hến dơ ra thì phải mắc sàn nữa. Cái này hến sạch đi thì khỏi sàn nha các bạn. Đây chiếc nữa đây, tới đây thả trôi đây. Dép chơi bằng cái phi luôn các bạn, hai cái phi 220, mũi dép rất là nhọn luôn. Chơi cái này thì dép rất là nổi luôn rồi. Đây cái gọng à, cái phi nó dép cái phi nặng nó quằn cái gọng rồi đó bạn, quá trời luôn rồi, như cái cần câu luôn, quá trời công luôn. Cái này phải cẩu lên gần chỗ cái này nó mới nhẹ ha, gần chỗ cái phi á cẩu lên xuống gần cái đọt, treo gần cái đọt đó nó mới im đó bạn. Ghe rất là bự luôn. Nói đâu mấy chiếc này là đặt máy lớn không các bạn. Dán này đi, dán này cũng 4 giờ rồi. Cái ngán nó cong, cái gọng nó cong rồi kìa, quá trời cong luôn. Cái này mà chạy đi về sóng nữa nó nện nó rất là nguy hiểm các bạn. Thì có một chiếc cầu lụa, cái này chạy lồng dẹp á, đang chạy vô. Ba khúc đằng sau quá các bạn. Đây chiếc nữa đây. Chiếc này dép mới luôn, chiếc này như là mới vào nghề nha các bạn. Chứ
cái này cào cánh luôn, cào tôm ủi rộng luôn. Giờ cào cánh giờ là hầu hết là bỏ lên hết rồi, ủi rộng nó đạt hơn á, chạy nó nhẹ hơn, nó mà mở họng nó bự á, chạy nó vô đồ nhiều hơn. Lúc trước thì mình cũng cào cánh á mà, sau này thấy mấy anh em làm đỡ nhiều quá thì mình mới chuyển qua cào ủi dồ dài, ủi rộng. Số cũng rất là đẹp các bạn, 91114. Đây chiếc nữa đây, chiếc này cào cái gì đây? Cào hến nè, có ông lặn ở trên cẩu nè. Đây có cái ông lặn ở trên cào hến. Nãy mấy anh em cào hến đậu đây quá vui luôn. Đây cào hến nữa đây các bạn. Đây miệng cào treo ngay bên hông ha. Chiếc sau đây cào gì đây? Cũng cào hến luôn. Miệng cào để bên hông đây cào mới nha. Quấn lại các bạn. Bữa nay không đi về đây quá rồi. Bữa nay anh em cào hết vô đây đậu quá nhiều luôn rồi. Đây chiếc cầu lụa chạy vô quá bạn, quá dữ luôn, chạy vô quá lẹ. Tốc độ này các bạn là 6-7 lý các bạn. Không sao được mấy khúc đây. Có 2-3 khúc vậy các bạn, chạy lồng dẹp á. Đây hai chiếc này kéo neo hả các bạn. Thì kéo neo chạy đi dán này ra làm cái gì đây, đây thấy là mai cào xong rồi. Kéo đưa lên cào rất là dài luôn. Cào hết nó quá dài luôn, đang chạy ra biết cào ở đâu đây không biết. Cào này quá dài các bạn, còn chiếc kia thì đang lấy neo. Chiếc này thì chạy lại đang này rồi. Đang may bợ ra các bạn, đang may cái bợ cái áo đó, đừng cho nó gách đó. Dân sao thấy là 4 người à. Thì lưới để trên nhóc hết trơn nha các bạn. Cái này đi phải may là 4-5 cây nha. May sẵn vậy đó. Thằng nào cây này chạy mà đấm thấy mà vô ít mà hư rồi á là hai cào khác. Cái cào này chạy là cào hết này là chạy là dập mình nó không vô nha các bạn. Hay là dập mình là phải chịu tốn cái khác á, quánh nó mới bắt đồ. Còn mà mấy anh em mà không biết á là cứ để mà thấy nó không có gách á là để chạy hoài á là nó không bắt đồ á. Dập mình là nó không có bén nước, nó không có vô. Trước mình cũng là chuyên nghiệp cào hến nha các bạn. Đây chiếc này kéo neo xong rồi chạy theo chiếc kia luôn đi. Đây, Túc trong mé đằng đó có chiếc ghe nhỏ, dòng chiếc ghe bự. Chiếc này chắc bị sự cố gì ở đây. Dòng lôi ra ngoài. Chứ ngoài đó sâu nha các bạn, không chạy mà dòng luôn. Chạy xịt khối luôn.
Bắt gà, tao lấy bắt gà. Nó chín mùi quá trời luôn.